phật tử đại bồ tát không nói khác làm khác mà nói như thật làm thật tại sao ví như kim cang nhờ không thể hoại mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi sự bất hoại đại bồ tát cũng lại như thế nhờ tu hành các pháp mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi tu hành các pháp ví như vàng thật nhờ có màu sắc đẹp mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi màu sắc đẹp. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ các nghiệp lành mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi các nghiệp lành. Bí như mặt trời, nhờ ánh sáng mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi ánh sáng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ trí huệ quang minh mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi trí huệ quang minh ví như núi chúa tu di nhờ bốn ngọn núi báu ở tại biển cả cao lớn sừng sững mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi bốn ngọn núi đại bồ tát cũng lại như thế nhờ các căn lành ở tại thế gian cao lớn vòi vọi mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi căn lành Ví như đại địa nhờ giữ gìn tất cả vạn vật mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi năng giữ, đại Bồ Tát cũng lạ như thế, nhờ độ tất cả mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi đại bi, ví như biển cả nhờ chứa các dòng nước mà được tên chọn không khi nào lìa khỏi nước. Đại Bồ Tát cũng lạ như thế, nhờ các đại nguyện mà được tên, chọn không khi nào tạm lìa khỏi nguyện độ chúng sinh, ví như tướng quân nhờ giỏi tập luyện phương pháp chiến đấu mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi tài năng này đại bồ tát cũng lại như thế nhờ giỏi tu tập tam muội như vậy mà được tên cho đến thành tựu trí huệ nhất thiết trí chọn không khi nào lìa khỏi hạnh này ví như chuyển luân vương thống trị bốn thiên hạ thường xuyên bảo hộ tất cả chúng sinh khiến cho không hạnh tử luôn được an lạc Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào các đại tam muội như thế, thường xuyên hóa độ tất cả chúng sinh, cho đến khiến cho họ rốt giáo được thanh tịnh ví như hạt giống gieo trồng xuống đất cho đến hay làm cho cành lá lớn lên đại bồ tát cũng lạ như thế tu hạnh phổ hiền cho đến hay khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng pháp lành ví như mây lớn tháng mùa hè nóng nực đổ mưa lớn xuống cho đến tăng trưởng tất cả hạt giống đại bồ tát cũng lạ như thế vào các đại tam muội như vậy tu hạnh bồ tát mưa đại pháp vũ cho đến hay khiến cho tất cả chúng sinh rốt giáo được thanh tịnh, rốt giáo được niết bàn, rốt giáo được an ổn, rốt giáo đến bờ bên kia, rốt giáo hoan hỷ, rốt giáo dứt nghi vì các chúng sinh làm ruộng phước rốt giáo khiến cho nghiệp bố thí của họ đều được thanh tịnh khiến cho họ đều trụ đạo bất thối chuyển, khiến cho họ đồng được trí nhất thiết trí khiến cho họ đều được thoát khỏi ba cõi khiến cho họ đều được trí rốt giáo khiến cho họ đều được pháp rốt giáo của chư phật như lai đặt để chúng sinh nơi nhất thiết trí tại sao